Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và đây sẽ là video dành cho các bạn nữ. Thì cách đây khoảng tầm mấy tuần mình có làm một cái video gọi là recommend 5 mùi hương sử dụng vào mùa hè với giá khoảng tầm 2 triệu đồng quay đầu cho các bạn nam. Thì hôm nay mình sẽ làm video recommend 5 mùi hương sử dụng vào mùa hè cho các bạn nữ với cái giá khoảng tầm hơn 2 triệu một chút quay đầu. Đây có thể là những cái mùi hương mà các bạn có thể thấy quen thuộc, nhưng bên cạnh đó có những cái mùi hương nó khá là mới mẻ và mình rất muốn giới thiệu đến các bạn, và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu luôn nha. Chai nước hoa ở vị trí số 5 đó là một chai nước hoa đến từ nhà Dolce & Gabbana, đó là Limpeachy 3. Thì mình đã có hẳn một cái video review của em này từ những ngày đầu làm YouTube rồi. Nếu như bạn nào muốn xem kỹ hơn thì các bạn có thể xem qua cái đường link ở phía trên này. Thì mình sẽ nói nhanh qua về em này thôi. Thì em này khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy rằng là cái sự tươi mát và cái sự mọng nước của dưa hấu và cái vị hơi kiểu chua chua của quả kiwi rất là đặc trưng. Và tổng hòa cái mùi hương này nó mang đến một cái mùi hương có phần ngọt, có phần chua, và tất nhiên rồi nó luôn luôn rất là mọng nước, rất là mát mẻ, và nó có phần gì đó khá là mềm mại. Thì khi xịt cái mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng tới những cái cô gái mà thích mặc những cái chiếc váy kiểu xòe xòe, xong rồi màu xanh đỏ tím vàng ấy, trông rất là kiểu tràn đầy sức sống, rất là mát mẻ, lúc nào nhìn phát là thấy mát mắt luôn. Thì đây là một cái chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nó như kiểu là một chiếc combo không đi kèm, không bao giờ có thể thiếu được với những bạn nào thích kiểu ăn mặc như vậy. Và cái mùi hương này thì nó lưu trên da mình khoảng tầm 4 đến 5 tiếng thôi, có phần hơi kém, và nó tỏa hương ở mức gọi là trung bình kém. Khi mà các bạn đưa tay lên ngửi thì các bạn mới thấy được cái mùi hương của em nó. Và chai hoa này thì nó có giá khoảng tầm 1,2-1,3 triệu gì đó cho một chai 100ml như thế này. Và cái điều mà mình không thích ở chai này đó là cái mùi hương nó quá đơn giản. Nếu như các bạn xài lâu thì các bạn sẽ nhanh chán với mùi hương này. Để khắc phục cái vấn đề nhàm chán thì các bạn có thể tìm kiếm đến chai nước hoa ở vị trí số 4, đó chính là chai Passiflora của nhà Guerlain. Nó nằm trong bộ sưu tập Acqua di Roma. Đây, mình có thể zoom vào cho các bạn. Đó. Cái vỏ chai rất là đẹp. Thì cá nhân mình cảm thấy rằng hai chai nước hoa này nó có vài mùi phát triển khá giống nhau. Khi các bạn xịt cái chai Passiflora ra thì các bạn sẽ thấy cái vị chua. Nhưng mà cái vị chua ở đây thì nhiều người nói với mình rằng là nó có mùi sống xấu đá. Nhưng mà cảm nhận cá nhân mình thấy rằng là nó là cái vị chua của chanh leo. Nó khá đặc trưng khi mà ở đây là kiwi, còn đấy ở đây là chanh leo. Và cái mùi hương này thì nó có phần dày hơn, có phần nồng hơn. Đấy, như các bạn có nói là nó sẽ nồng hơn. Vì thế nó sẽ bám tỏa tốt hơn chai Dolce & Gabbana Liberty 3 này. Và ở chai Passiflora này thì khoảng tầm nửa tiếng, một tiếng sau thì mùi hương nó dịu xuống, thì nó lại là một cái mùi hương có phần hơi chua, hơi ngọt và có phần hơi kiểu aquatic một chút. Thực sự rằng là cái nốt đầu mình có thể rằng là mình không thích, nhưng mà khi mà khoảng tầm một tiếng sau thì mình lại rất thích cái mùi hương này. Và em này được cái tốt đó là bám tỏa tốt hơn em này rất là nhiều. Khi mà em này mình có nhớ rằng là mình xịt side by side hai chai với nhau mà mình đi làm thì gần như là mình chỉ ngửi thấy cái mùi của Passiflora thôi. Và em này thì nó bám khoảng tầm 6 tiếng, khá là ok, và nó tỏa hương khá là mạnh trong thời gian đầu. Và với giá tiền của nó thì nó cũng chênh hơn em này một chút. Khi mà chai này như mình nhớ không nhầm là tầm 1,5 triệu hay sao ấy, khoảng đấy. Và quan trọng là chai của nó rất là đẹp. Vì thế là mình nghĩ rằng là với khoảng tầm hơn 2 triệu thì các bạn có thể mua hai chai này và hai chai full luôn. Các bạn có thể sử dụng đổi qua đổi lại. Em này xịt đi chơi vào những ngày quá là nóng bức thì em này có thể xịt đi chơi này. Còn em này xịt đi làm, nó tỏa hương khá tốt trong cái môi trường văn phòng. Vì thế là rất là recommend cho anh em sử dụng chai này trong môi trường văn phòng hay là những ngày nào mà trời mưa. Chai nước hoa ở vị trí số 3 mà mình muốn giới thiệu tới đó đến từ nhà Hermès. Đây, đó là Anjadin Sulanin. Thì chai nước hoa này nằm trong bộ sưu tập khu vườn. Thì trong bộ sưu tập này nó có khoảng tầm 5 hay 6 mùi gì đó, mình không nhớ rõ. Nhưng mà nhắc tới Sulanin thì có lẽ là mọi người đã quá là quen thuộc. Nếu như bạn nào mà hay sinh hoạt trong những nhóm nước hoa thì em này trong thời gian mấy năm gần đây được khen khá là nhiều. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn chỉ cần hình dung tới đó là một cái đĩa salad hoa quả. Nói thì nghe có vẻ hơi là buồn cười, nhưng mà thực sự là
mình cảm nhận là nó là như kiểu một đĩa salad hoa quả. Các bạn sẽ thấy được cái vị xanh của rau và của một loại rau nào đó, và các bạn sẽ được trải nghiệm từ từng cái miếng hoa quả ở trong cái đĩa salad này. Đầu tiên nó là mùi của xoài, cái vị chua chua của xoài, và sau đó đó là cái mùi ngọt của bưởi, và khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì mùi hương này nó có phần dịu nhẹ xuống, thì xoài gần như bắt đầu chuyển sang là từ xoài xanh chuyển sang chín, và cái mùi hương này nó có phần ngọt nhưng mà nó không bị quá là ngọt như những chai nước hoa sử dụng vào mùa đông, mà nó vẫn có nét xanh và nó có cái sự ngọt ở đây mang tới cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là sảng khoái. Thực sự là mùi hương của nó mà mỗi lần mình ngửi tới thì mình kiểu cảm giác nuốt nước bọt ấy, như là các bạn ngửi mùi xoài xanh đúng không, các bạn chỉ muốn nuốt nước bọt để ăn thôi. Thì em này thì mình thấy rằng là nó bám tỏa có lẽ rằng là khá là tốt khi mà trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng và nó tỏa hương khoảng tầm nửa cánh tay, tốt hơn hai chai nước hoa đầu tiên là mình đã từng review. Thì và cái thứ hai mình nhận được ở chai nước hoa này đó là cái mùi hương của nó mang tính signature scent khá là cao. Các bạn sẽ không bị đụng hàng với những cái mùi hương khác khi sử dụng chai nước hoa này vào mùa hè, mà cái độ biến chuyển của em nó cũng rất là tốt chứ nó không nhàm chán như hai em nước hoa đầu tiên của mình review. Và cái giá của em nó thì Sulanin này nó có giá khoảng tầm phiên bản tester tầm 1,5 triệu sao ấy, full seal nó tầm hơn 1,7-1,8 triệu gì đó, cũng khá là rẻ, và quan trọng là chai của nó nhìn thôi đã rất là mướt mắt rồi. Và đó là vị trí số 3 mình muốn đi comment được cho các bạn. Ở vị trí số 2 là một cái tên đến từ nhà nước hoa Eldo. Thì khi nhắc tới nhà nước hoa này, nhiều bạn sẽ nhắc tới, nghĩ đến ngay chai nước hoa 69 này. Với con số 69 này có lẽ là đã làm nên tên tuổi, nó đã làm một cái gọi là cái trend trong khoảng cách đây hơn một năm khi mà em này vô cùng là hot. Nhưng mà thực sự rằng em này không sử dụng được mùa hè. Còn chúng ta đến với You Are Someone Like You của nhà Eldo này, thì nói thẳng luôn với các bạn rằng là đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là sẽ không dành cho những cô nàng bánh mì, những cô nàng đơn giản, mà sẽ dành cho những cô nàng mà có cá tính mạnh luôn. Tại vì ở chai nước hoa này thì các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy được cái mùi bạc hà rất là rõ rệt. Mùi bạc hà ở đây thì các bạn chỉ cần hình dung là nó là cái lá bạc hà mà các bạn hay ăn ấy. Đó, các bạn dầm ra hoặc là các bạn cho thẳng vào miệng nhai, các bạn uống một ly nước đá thì đây là một cái mùi giống hệt như vậy. Cái mùi bạc hà mở đầu rất là tuyệt vời, rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, rất là sảng khoái. Và sau đó thì mùi hương này thì nó lại là một cái tổ hợp gọi là hơi xanh và nó có phần aquatic. Càng về sau thì nó càng aquatic, nó càng lên một cái cảm giác rất là thanh, rất là sạch, rất là dễ chịu. Nhưng mà nếu như bạn nào không thích những cái nốt hương aquatic thì chai hoa này nó lại là không là một cái lựa chọn tốt. Và chai hoa này thì nó không hề có một chút nữ tính nào cả, và nó lưu hương ở trên da mình khoảng tầm, em này mình nhớ hôm trước mình chỉ đi làm nó rơi vào tầm 5-6 tiếng khoảng đấy. Và cái mùi hương này thì gần như là nó không được tỏa hương tốt cho lắm. Và cái giá của em này thì nó cũng khá là cao, cao nhất trong bộ sưu tập này nó khoảng tầm hơn 2 triệu, 2,2 triệu, cao nhất trong năm em này luôn. Nhưng mà cái mùi hương thực sự ban đầu mình rất là thích. Cái điểm đáng buồn là nó không giữ được cái mùi hương như này đến cuối thôi. Nhưng mà thực sự rằng là nó là một cái lựa chọn khá là tốt nếu như bạn nào thích một cái mùi hương mà mang nốt hương bạc hà aquatic sử dụng vào mùa hè. Và các bạn có thể mua những cái chai như chai này 50ml, rất là xinh. Chai nước hoa cuối cùng mà mình muốn recommend tới cho các bạn đó chính là Pomelo Badis của nhà Atelier Cologne. Thì chai nước hoa này nếu như bạn nào theo dõi cái kênh của mình thì cũng biết rằng là mình có một cái video phỏng vấn Quýt Hunter có sử dụng mùa hè hay không, thì mình có mang Pomelo ra để so sánh giữa hai mùi với nhau và Pomelo đã giành chiến thắng. Thì tiết lộ thêm một điều là trước cái video đó mình có đi quay một hôm, thì hôm đấy mình quay hết xong mình bị lỗi mic, thì hôm đấy nhiệt độ thời tiết là cao hơn và Pomelo là người chiến thắng khi mà áp đảo giành 9-0. Mình phỏng vấn 9 người, mà có 9 người đều thích Pomelo, không ai thích chai nước hoa Quýt Hunter cả.
Nhưng mà tại sao mình lại đi comment được cho các bạn nữ sử dụng mùa hè chai nước hoa này mà không phải nam? Tại vì mình thấy rằng chai nước hoa này nó mang cái hơi hướng ngọt, và mình nghĩ rằng là thứ hai nam nữ xài được, mà nghĩ rằng nữ sẽ xài hợp hơn ở chai nước hoa này. Đặc biệt là nhà Atelier Cologne này thì họ làm mùi nào ra mùi đấy đúng với tên của họ. Như kiểu chai Olesangui thì nó là một cái mùi cam vắt rất là ngon, còn đây là một mùi bưởi ngọt rất đặc trưng. Mình có thể mang bản thân mình ra đảm bảo các bạn rằng là khi các bạn mua chai nước hoa này, các bạn xịt thì chắc chắn rằng gần như là 100%, không thể là 100%, có thể là có những người không thích, nhưng mà gần như rằng tất cả các bạn sẽ thích cái mùi hương này, một cái mùi hương vô cùng là nịnh mũi. Và em nó thì lưu hương trên da mình khá tốt, nhưng mà tầm 6 tiếng hơn một chút, và nó tỏa hương ở mức khoảng tầm nửa cánh tay. Và cái giá của em nó thì khoảng tầm 1.800.000 này. Và cái mùi hương này thì dành cho những chị em nào mà thích những cái mùi vừa mát mẻ vừa ngọt. Cái điểm duy nhất đáng trừ ở chai nước hoa này thì có lẽ rằng đó là cái mùi hương nó quá đơn giản, khi mà từ đầu đến cuối nó chỉ là một cái mùi bưởi cùng một chút citrus, nó ngọt và càng ngày nó chỉ càng nhẹ dần, chứ nó không gọi là biến chuyển nhiều như chai nước hoa của nhà MS Lenin kia. Vì thế mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào xài lâu thì chắc là các bạn sẽ chán, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn mua chai nước hoa này, các bạn xem kênh của mình rồi, thì chắc là các bạn sẽ còn nhiều lựa chọn khác hơn, và các bạn sẽ mua nhiều chai nước hoa khác hơn. Nhưng mà đây là chai nước hoa mình nghĩ rằng các bạn nên sở hữu trong mùa hè này, sở hữu nhanh lên, sắp tới mùa hè rồi, sắp nắng nóng rồi, một cái mùi hương rất là tuyệt vời và mình recommend được các bạn. Và đó là năm chai nước hoa mà mình recommend được các bạn nữ sử dụng vào mùa hè đối phó với cái nắng nóng sắp tới. Đây là những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ đảm bảo đủ các yếu tố dễ dùng, dễ sử dụng và không bao giờ gây khó chịu cho bạn cả. Và nếu như bạn có chai nước hoa nào trong này rồi thì các bạn hãy comment cảm nhận các bạn bên dưới để cho mọi người cùng biết, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.